những tuần lễ cuối cùng của quốc trưởng Phan Khắc Sự trong cương vị nguyên thủ quốc gia đã được đánh dấu bằng cuộc kinh lý tại miền Tây Nam Phần. Trong chuyến kinh lý cuối cùng này, quốc trưởng Phan Khắc Sự đã được sự đón tiếp nồng nhiệt của hàng triệu người dân miền Nam. Các đoàn thể, các hội đoàn tôn giáo đã sát cánh bên nhau trong nỗ lực giữ vững miền Nam tự do trong cơn báo lửa của chiến tranh. Đoạn phim tài liệu này ghi lại những hình ảnh về chuyến kinh lý mùa hè năm 1965 của quốc trưởng Phan Khắc Sự. Mùa hè đầu tiên và cũng là mùa hè cuối cùng của một nhà lãnh đạo quốc gia trong một thời gian chưa đầy 8 tháng, nhưng đã đối diện với bao biến động trên chính trường. Cuối tháng 5, quốc trưởng đã đi kinh lý các tỉnh vùng 4 chiến thuật. Trước hết, quốc trưởng đến Long Xuyên để viếng thánh địa Hòa Hảo. Trước hàng vạn tín đồ Hòa Hảo, quốc trưởng nhắc lại công nghiệp của Đức Huỳnh Giáo Chủ và cầu chúc giáo lý cao siêu của Giáo Chủ mãi mãi bền vững. Sau đó, quốc trưởng tới viếng mộ Đức Ông. Quốc trưởng đã niệm hương trước bàn thờ và đặt vòng hoa tưởng niệm. Quốc trưởng cũng đã tới thăm Đức Bà Huỳnh Tông Bộ. Quốc trưởng đã ca ngợi công nghiệp của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dày công khai sáng giáo hội và phổ biến giáo lý trong đồng bào các tỉnh miền Tây. Khi tới tỉnh Châu Đốc, quốc trưởng có tới viếng Bồ Đề Đạo Tràng. Trước bàn thờ Phật Tổ, quốc trưởng có lưu bút kính chúc Bồ Đề Đạo Tràng được vĩnh cửu và đạo pháp được trường tồn.